Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một dòng máy đo huyết áp cổ tay, model là ALK2061. Máy này là nhập từ Nhật Bản luôn ha, chứ không phải hàng của Trung Quốc hay hàng Việt Nam sản xuất ha. Đây, made in Japan luôn ha, toàn bộ máy luôn. Rồi, máy này là sử dụng pin 3A 2 viên ha. Rồi, tính năng của nó là gồm có là gì? Đo và bộ nhớ dùng cho hai người, ví dụ như ba ba mình xài một cái, mẹ mình một cái, mỗi ngày đo lưu được 30 ngày một cái bộ nhớ. Rồi khi mà bỏ pin vô thì nó sẽ báo bạn thao tác ngày tháng nè, nếu bạn không quan tâm cái này thì bạn có thể bỏ qua, còn không thì cứ ấn nút ta bắt đầu chọn là năm nè, ấn số 1 số 2 nè, tăng giảm ngày năm ngày ngày tháng nè, ấn ta cái là sẽ đổi chuyển qua ngày và tháng, qua cái nữa sẽ là giờ ha. Rồi đây thao tác bỏ pin vô, pin nằm đây nè, hai viên pin 3A. Rồi mình đo thử ha. Rồi đo nhớ là đo bằng tay trái. Khi đeo á, cách cái máy đo nè, cách đây một đốt tay, để khi nó bơm lên thì nó cản ở đây nè, nó sẽ không chính xác nữa, mình phải cách ra một đốt tay. Ngay trong hướng dẫn sử dụng á, nó đã ghi rất là rõ rồi, mình chỉ là báo lại thêm cho bạn biết thôi ha, có hướng dẫn sử dụng như là tiếng Việt kèm theo. Rồi bây giờ mình bấm thử ha. Khi đo để đeo tay trái, bạn có thể đây kiểu này nè, đó ngang với tim của mình, ngang với tim, thẳng lưng lên không nói chuyện. Rồi bấm thử ha. Rồi đây ra kết quả này nè, không cái này báo nè, lưu vào bộ nhớ số 1 nè, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim trên phút. Ở đây cũng ghi rõ nè, thấy không, tâm trương để tâm thu, tâm trương nhịp tim trên phút đó. Nếu mà mình tùy theo cái độ tuổi, trong đó nó cho hướng dẫn sử dụng nó có kèm theo là ghi là độ tuổi bao nhiêu là thích hợp đó, như là tùy người ta sẽ biết là bao nhiêu. Đây ba cái và bộ nhớ một nè, nó sẽ tự động lưu vô mặc định, nó xin bộ nhớ một vô nha. Rồi máy này mình sẽ đính kèm link mua hàng ở bên dưới, các bạn có thể mua hoặc là liên hệ số hotline kết bạn Zalo đi, rồi mình ship tận nhà kiểm tra hàng thanh toán, hay hoặc là mua trực tiếp trên các sàn thương mại điện tử luôn. Đây rồi, cảm ơn các bạn.